Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên, sáng nay các đồng chí lãnh đạo tỉnh tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại một số di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cách mạng trên địa bàn tỉnh. Dự lễ dâng hương, dâng hoa có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại nhà lưu niệm Bác Hồ bên Hồ Bán Nguyệt, thành phố Hưng Yên, đoàn đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người khai sinh ra Đảng Cộng sản Việt Nam và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, đoàn đến dâng hoa tưởng niệm tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà cách mạng kiên định sáng tạo, gắn liền với công cuộc đổi mới của đất nước, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ". Tại xã Thuần Hưng, huyện Khói Châu, đoàn đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà truyền thống di tích lịch sử cây đa Sải Thị và dâng hoa dưới gốc đa ghi dấu nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Hưng Yên năm 1929. Tại xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, đoàn đến dâng hoa tại di tích nơi thành lập Ban Tỉnh ủy Lâm thời Hưng Yên vào tháng 7 năm 1941. Tại xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử, đoàn đến dâng hương tại di tích lịch sử Cây Đa và đền thờ La Tiến bên dòng sông Luộc, tưởng niệm hơn 1.100 đồng bào chiến sĩ bị giặc Pháp giết hại dã man trong giai đoạn từ năm 1950 đến năm 1954. Tại các nơi đến dâng hương, dâng hoa, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thành kính bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, các vị tiền bối cách mạng cùng các anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Những ngày này, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đang tự hào và phấn khởi hướng đến lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Đây là sự kiện trọng đại, thể hiện truyền thống văn hiến cách mạng của tỉnh Hưng Yên và cũng là đợt thi đua sôi nổi để thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra.